Anh ba đang cái ghế gì anh ba? Sofa đơn hả? Sofa đơn ghế bắn hen. Cái ghế này làm thấy công phu quá. Đang bắn vòng trong hả? Nhưng bên ngoài có bắn không? Có luôn, bắn hết luôn. Bên trong bắn ngoài luôn ha. Đi qua đây chơi bạn. Cái ghế này to quá ha. Cái kiểu cỏ đẹp quá chứ. Bắn định nó dính sâu quá ha. Bắn lên rồi nhìn thấy cái đẹp. Công đoạn đầu tiên chắc là mình quấn vào cái dòng thành này ha. Công đoạn đầu tiên là thái xương đang đứt dưới này. Thả xương. Thả đai. Thả đai đang đứt dưới. Thả đai giờ căng dây xương mới đang đứt. Rồi xong mới xong bắn cái này. Bắn hai cây trong quả cái này. Bắn đó ha. Ừ, cứ bắn trong thành này. Xong cái bắn ba cái này. Ba cái này. Ghế này thấy bắn xương xương thấy đẹp rồi đó. Hoàn tất cái ghế chắc đẹp lắm ha. Này ta sản xuất nước ngoài ha. Sản xuất nước ngoài. Lãnh ghế này đâu à? Bên bên Mỹ luôn mà xuống chợ cầu á. Lúc đó ha có công ty đó. Công ty đó tao thấy cũng lâu lắm ạ. Đúng rồi, công ty nó làm đây 10 năm, 16 năm. Này là đan nhựa ha. Mấy nhựa. Đan nhựa, nghề thủ công. Nước ngoài nó ưa chuộng cái hàng thủ công hết ta. Dưới hàng nó nhẹ. Nhẹ ha. Gỗ thì nó nặng quá đi, cái bưng nó hơn nặng. Hàng thủ công này thì nó nhẹ, hàng gỗ thì nặng. Đúng rồi. Hàng này thì công phu nhưng mà đều nó đẹp. Người ta để thấy người ta ngồi ha, ta có trải nghiệm gì không? Có. Niệm lên ha. Niệm lên cỡ năm từ nửa ta nửa tắc. Dữ quá ha. Nó với một cái tựa lưng với một cái gối. Bởi vì người nước ngoài ngồi ghế nào cái nấy quá chừng luôn, quá bự, quá to. Ghế này chà bá lửa. Này gọi là ghế đơn không? Rồi ghế đôi nữa. Nó chung một bộ là một cái ba, một cái ba hai đơn, một bàn. Một ba, hai đơn, một bàn. Cái bộ này nhìn cái khủng khiếp, không gian rộng lắm mới để được cái bộ bàn ghế này. Cái đơn không mà nhìn thấy là khủng khiếp rồi. Cái ba thì nhìn tưởng tượng cỡ nào nữa. Rồi cái bàn đó. Một đơn. Không, một một ba. Một ba hai đơn. Hai đơn. Một bàn. Một bàn. Chà. Cái bộ ghế này để cái hết cái nhà luôn. Nhà này rộng lớn lắm mới để được cái bàn ghế như thế này. Tại khi nào để ngoài chợ không ta? Cái này hả? Ừ. Không, cái này nó ít để ngoài chợ. Ừ. Để trong bì sọt luôn. Ừ. Như hàng có khi khách hàng nó mua rồi gì mà nó bán lại nữa. Mua bán lại. Mua rồi nó bán. Này còn quấn quấn ít nữa không? Di động quấn ít nữa mà. À, còn di động quấn ít nữa. Bắn ngoài xong cái bắn ít luôn ha.
Súng là bắn hơi ha. Bắn hơi. Nằm ghế thấy công phu quá ha. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong bên mặt trong ha, còn mặt ngoài nữa ha. Rồi mình quán ít vô ở ngoài trong thì ra hay gì? Ừ đúng rồi, quán ít trong nó đi ra. Tại giấc trước tôi cũng thấy cái ghế như thế này nè. Làm công phu ha, nhìn thấy đẹp chứ. Cái ghế này là mà bao lâu mới rồi? Cái này nếu làm tới một ngày mấy rồi cái ghế. Vậy hả? Tại vì ghế này nó làm nhiều ấy, nhiều cũng độ của nó đâu. Ừ. Vậy là làm mấy công ty rồi lãnh cái công ty gì làm thêm nữa ha. Ừ. Nếu khỏi đi công ty lãnh gì được không? Cũng được. Được ha. Làm ở công ty thì nó có chế độ thứ hai nó ưu tiên cho mình, thường có hàng đang ở công ty giờ lãnh về nhà đó. Còn cái người mà không có làm công ty lãnh về được nhưng mà nó không có ưu tiên, không có chế độ. Có một thời gian ừ. nó ít hàng ha. Ít hàng rồi nó có hàng. Nhưng nó hết hàng rồi đâu có đâu ra. Nên là ta đặt riêng trong công ty đã không kịp mới thấy cho mình. Đúng. Người ở ngoài. Còn làm ở trong công ty thì ưu tiên lúc nào cũng có. Lúc nào cũng có hàng lắm gì nhà nữa. Trong công ty thì có chế độ. Thấy có những người ta lãnh hàng như thế này nè, về rồi người ta gia công ở bên ngoài nữa. Có. Thì nói chung là có. Mấy người đó là lãnh ở công ty rồi đem lại cho những cái người ở bên ngoài ta đang, rồi người đó cũng ăn cái tiền công nữa ha. Đúng rồi, dạ. Ăn tiền sản phẩm nữa. Sản phẩm. Chia lại. Ừ. Ghế này đẹp quá. Cái này thấy đẹp quá. Lạnh gì chia công đoạn rồi. Ừ, chia công đoạn làm ha.